mỗi người là có mỗi cái có mỗi con đét khác nhau nha mình. Alo, 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 alo. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại trên đường mình nha. Ok, hôm nay mà là mình làm clip về hướng dẫn các bạn nhận được skin Lumion tiên nữ về. Cách thức nhận là cực kỳ đơn giản. Anh em vào phần sự kiện thú vị đúng không? Anh em qua phần thông báo. Rồi anh em xem nha. Ok, nó sẽ qua một cái chuyên mục khó dành cho anh em, nó kiểu giống như một cái Google vậy, nhưng đây là một cái chủ để nhận thưởng. Mình đứng khó so wifi nên là có phải có thể hơi yếu, nên anh em đem vào cái phần ngôi sao đây. Rồi anh em sẽ có một cái con đét dành cho anh em. Anh em nhập con đét cho nhau anh em. OFLZBZ. Anh em nhập nè. O nè. F nè, L giấy, B giấy đúng không anh em? Anh em nhớ là nên copy lại thôi. Q P T A D Q. Chúng ta à về kia thì bảo đi em đón xem mình đi từ từ mình sẽ nhận được thôi. Về đây rồi, quy p t a d quy đúng không? Dạ đúng không? Cốp lại ạ. Chép. Ok. Anh em chép rồi, anh em ra ngoài nha. Ra ngoài nha anh em. Nhấp chai anh em ra ngoài. Nó vô trong nãy đúng không? Anh em nhờ con đét. Anh em nhờ con đét. Rồi anh em dán nó vào. Anh em đây. Xác nhận. Rồi sang anh em đây. Rồi đợi sao đúng không? Anh em thoát ra. Thoát ra mà. Rồi anh em vô phần tin nhắn này. Đây một con đét làm cho tiền nữ về khá đơn giản. Anh em thấy chưa, được tiền làm cho tiền nữ về không? Mỗi người là có mỗi cái có mỗi con đét khác nhau nha mình. Đó, đây mỗi người có mỗi con đét khác nhau, nó không giống nhau đâu, mỗi người một con đét khác nhau hoàn toàn nha. Con đét của bọn này khác con đét bọn kia. Ok, và mình xin kết thúc video đây. Đừng quên nhấn một like và đăng ký kênh chia sẻ ủng hộ mình. Ok, bye anh em.